Mông là trẻ thế nhỉ. Tiền con lắm rồi, tiền của con mà. Mẹ, mẹ đang làm gì đấy ạ? Sao mẹ lại mặc đồ của con? Lại còn đánh son nữa? Mẹ thấy cái váy này con treo lâu lắm rồi không mặc. Mẹ mặc thử này. Mẹ ngày mai có đám cưới hàng xóm. Mẹ ơi, lần sau mẹ muốn dùng đồ của con, mẹ có thể hỏi con trước một câu được không ạ? Rồi, lần sau mẹ rút kinh nghiệm, mẹ không làm thế. Người mẹ xinh đẹp cho con xin 5 triệu. Mẹ làm gì có tiền? Ồ, thế mẹ không muốn có cháu bé à? Không liên quan gì đến tiền. Bây giờ phải có tiền, thế mấy đứa con gái người ta đi ăn, đi uống rồi mua quà sắm sửa tặng nó, rồi mới dụ nó đi nhà nghỉ, rồi mới có bầu được chứ. Ồ. Này, mẹ bảo này, nó không bầu. Thế là nó phải lụy mình đúng không? Đúng. Để tiền. Đấy. Mẹ có tiền. Được chưa? Được rồi. Mấy cái đồng bạc lẻ này thì tiêu cái gì? Đủ sao mà mua quà, mua dụ dỗ đi nhà nghỉ được, bỏ dép đi. Hồi xưa mẹ yêu nhau ấy, mẹ cũng chỉ ăn bỏng thôi, thừa, thoải mái. Mẹ về cái thời của mẹ mà ăn bỏng. Thời đuổi bây giờ con gái nó khác rồi, thực dụng hơn nhiều. Dẹp ba cái đồng này đi. À, mẹ bảo, hôm vừa rồi nhá, mẹ thấy anh con tặng chị dâu con một cái túi hàng hiệu. Mẹ nghe nói là mấy chục triệu cơ. Ôi, mẹ chưa thấy chị con dùng. Mẹ đi. Ồ, chị dâu, hát chưa ngủ? Đợi em à? Trả túi với dây chuyền cho tôi. Ồ, hay. Túi nào, dây chuyền nào? Em là men. Em lấy túi của chị để đi chợ à? Lấy dây chuyền để thắt cổ à? Hàm hồ. Hai chị em, có chuyện gì thế? Chú còn không chịu nhận cái gì? Để tôi báo công an. Ồ, báo đi. Báo hộ cái. Nếu không có bằng chứng nhá, thì ngày mai quỳ xuống với tôi, đổ oan cho người tốt. Chắc chú không biết phòng tôi lắp camera. Camera? Có camera thật. Túi 5 triệu, dây chuyền 40 triệu. Riêng giá trị của một thứ thôi cũng đủ để chú bóc lịch 7 đến 8 cuốn rồi. 7 năm thì cũng không nhiều, ra vẫn làm lại cuộc đời được. Mẹ xin con. Tại mẹ không biết dạy em. Phúc, xin lỗi chị đi. Được rồi, xin lỗi. Chậm nhất sáng mai trả đồ cho tôi. Nếu không thì gặp nhau trên phường.